Chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review. Có lẽ các bạn đã biết, GTA 5 vẫn luôn là tựa game nắm giữ vị trí top 1 trong thể loại game thế giới mở. Và dù đã ra mắt gần 10 năm nhưng vẫn chưa bao giờ hết hot. Đặc biệt, server online vẫn thường xuyên cập nhật những content cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn. Vậy có hình như thế nào để có thể chiến vượt tựa game này một cách mượt mà và ổn định nhất? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Do tựa game đã bước qua năm thứ 10 kể từ khi ra mắt nên mình sẽ đi nhanh qua cấu hình tối thiểu nhé. Để chiến con game này, bạn cần một con chip Intel Core 2W Q6600 hoặc AMD 9850 cùng card đồ họa NVIDIA 9800GT hoặc AMD HD 4870 là đủ. Ở cấu hình khuyên dùng, để chơi GTA 5 một cách mượt mà, Rockstar đòi hỏi các layer trang bị cho mình một con chip Intel Core i5-3470 hoặc AMD X8 FX8350 cùng card đồ họa NVIDIA GTX 660 hoặc AMD HD 7870, nhưng chỉ dừng lại ở chế độ offline mà thôi. Bởi vì để chơi được GTA 5 online và Fimer thì cần một cấu hình máy khá cao. Đây cũng chính là một trong những lý do mà các bạn nữ gần như tuyệt chủng ở tựa game này. Nhưng không sao, hôm nay chúng mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ PC với cấu hình quốc dân như con chip Intel Core i5-10400F, card đồ họa RTX 2060 cùng bộ RAM 16GB cực mạnh. Giải pháp hữu ích giúp bạn tự tin kéo full setting thanh đồ họa vẫn không sợ giật lắc. Mà sẵn đây, kể nhỏ các bạn một bí mật. Trước đây mình là một người không thích chơi game bởi vì mình cảm thấy thời gian đó nên dùng làm những việc có ích hơn. Nhưng dần dần, cuộc sống bộn bề khiến mình mệt mỏi, ngày ngày quanh quẩn trong công việc khiến mình ít thời gian ra ngoài tìm bạn bè hay người yêu. Và thế là mình thử chơi game, cũng là tựa game GTA 5 này. Từ đây mình nhận ra rằng chơi game giúp mình thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như cuộc sống ràng buộc mình bằng những quy tắc và luật lệ, đè nặng đôi vai mình bằng những trách nhiệm và phận sự, thì ở trong game mình có thể tự do làm điều mình thích, nói ra những gì mình nghĩ mà không cần phải lo lắng về những quy chuẩn của xã hội. Mình dễ dàng tìm thêm những người bạn mới, chúng mình giúp đỡ, chia sẻ cho nhau cả trong game lẫn cuộc sống, cùng nhau phiêu lưu những điều mà thế giới thực có khi cả đời cũng chẳng thể thử qua. Vì thế xin đừng gọi những người hay chơi game bằng từ nghiện nữa. Chúng mình không nghiện, chẳng qua là đang sống thật với bản thân và hài lòng vui vẻ vì điều đó. Nhưng chắc mình sẽ tìm một bộ môn mới dễ tìm người yêu hơn. Anh em ai còn FA thì nhấn nút theo dõi để xem video sau mình chơi game gì để tìm người yêu nhé. Thôi kể chuyện đủ rồi, cùng mình test game nha. Mình test máy với cấu hình cao nhất, FPS đạt mức từ 100 đến 110 khung hình trên giây, GPU sử dụng tầm 60%, CPU nhiệt độ khoảng 50 độ C. Còn đây là server file em. Chơi game này như cuộc đời của mình vậy đó anh em ạ. Có làm thì mới có ăn. Như mình mới vào server, cái áo còn không có, huống chi cái xe. Khổ quá anh em ạ. Vậy là mình cùng các bạn đã test xong tựa game GTA 5 Online. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.